Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày vừa qua phải rất nhiều các anh các chị các cô chú tất cả tỉnh rất xa về đây để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là sáng hôm nay một buổi sáng đầu tuần anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận được một thông tin một chị gái hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm một nhân vật vẫn là nhân vật bí ẩn. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào chị gái nhé. Rồi chị có thể chị cho em biết là hôm nay chị đang sinh sống ở đâu? Chị đang sinh sống ở Củ Chi. Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha. Mình nó lớn tiếng nữa không chị? Dạ. Rồi, hôm nay chị đang sinh sống tại Củ Chi, chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin tìm ai? Tìm anh Nguyễn Phước Hùng. Anh Nguyễn Phước Hùng. Rồi, chị cho em biết này, chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 49 tuổi. 49 tuổi à? Rồi, 49, 50, 52, 53. Rồi, chị cho em hỏi này, anh Nguyễn Phước Hùng là với chị là như thế nào? Chính là bạn. Bạn à, mình quen anh Hùng lâu chưa? Mấy tháng à. Mấy tháng à. Rồi hiện nay chị đang làm cái công việc làm nghề gì? Chị đang làm nghề gì? Chị đi làm công ty. Công ty nha. Rồi, hiện nay mình có chồng có con không? Không, chồng chị mất rồi. Chồng mất à. Ồ, độc thân à. Rồi chị được mấy người con rồi? Chị được hai người con. Ừ, trai gái. Một trai một gái. Con chị trưởng thành chưa? Hai đứa chưa có chồng vợ. Rồi, chị cho em biết này, rồi cái anh Nguyễn Phước Hùng này với chị là quen nhau hoặc là quen nhau ở đâu? Quen nhau trên mạng. Trên mạng xã hội à, internet ha. Dạ. Rồi trên Facebook hay TikTok? Facebook. Facebook à. Rồi anh đó nhiêu tuổi rồi? Anh 63 tuổi. 63 tuổi, 49 tuổi, 14 tuổi đúng không? Dạ. Phải không ạ? Dạ phải. Rồi anh ấy có vợ có con không chị? Dạ, anh ấy nói là không vợ. Ồ, anh nói không vợ. Rồi chị cho em biết anh đang sinh sống ở đâu? Anh ở quận 3. Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh nha. À đúng rồi. Rồi, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi anh Nguyễn Phước Hùng này năm nay là 63 tuổi. Dạ. Anh ấy quen chị là anh ấy đầu tiên là ai là người tán tỉnh ai? Chỉ là gọi nhắn tin qua Facebook thôi. Rồi kết bạn Facebook làm quen. Dạ, rồi anh ấy tự tìm tới chỗ mình ở. Trời ơi, sao biết đường mà tìm được? Xin chị có... xin địa chỉ. À, xin địa chỉ. Mình quen nhau trên Facebook lâu không chị? Cũng mấy tháng. Mấy tháng là cụ thể mấy tháng? Không nhớ. Nửa năm không? Chắc không, chắc cả 3 tháng 3 tháng, 3 4 tháng là ngấm rồi. Rồi hai người là nhắn tin nhau trò chuyện nhưng mà nói chuyện có gọi điện không? Có ạ. Ừ. Gọi điện anh nói chuyện với chị làm sao? Anh tán tỉnh chị làm sao? Anh hỏi chị nhà ở đâu, phòng ở đâu vậy thôi rồi anh đi lên chơi thì anh thấy không có phương tiện đi làm thì anh giúp cho mình mua xe. Anh giúp cho chị mua xe luôn. Anh thấy chị đi làm mà không có tiền à, không có phương tiện để đi chị đi làm. Trước đây chị đi bằng cái gì? Trước có một chiếc xe thôi nhưng mà hai mẹ con đi làm chung rồi à. Mỗi người đi nơi thành ra khó khăn. Anh em muốn là quen chị nhưng mà anh thấy cái công việc của chị hiện nay là làm công ty đúng không? Dạ. Và chị không có phương tiện để đi lại là để làm ăn đúng không? Dạ. Và anh ấy ngỏ ý là muốn mua cho chị một chiếc xe. Dạ. Rồi. À, anh ấy làm công việc gì chị? Anh ấy là bên xây dựng. Ồ, à, ông thầu ha. Em không biết là thầu hay không nhưng mà anh ấy là xây dựng thôi. Ồ, à, thầu xây dựng rồi. Rồi anh cho chị cho hỏi này. Chị đến à, khi mà anh đến nhà chị anh thăm chị và anh thấy cái hoàn cảnh như vậy là anh mua xe chị anh mua xe gì? Mua chiếc Venfa. Ủa Venfa. Chị nói chuyện lớn lên. Venfa, anh mua Venfa. Ừ, anh mua chưa? À, anh chỉ là ủng như là cho mình mấy triệu đặng mà trả tiền đầu tiên đó. Ừ. Còn như thì mình tự góp. Để mua trả góp. Dạ. Là mua xe Venfa. Dạ đúng. Là cụ thể là mua xe rồi. Dạ. Đứng tên của ai? Đứng tên của em ạ. À, chị mua đứng tên là vậy là ngon rồi đúng không? Dạ. Rồi chị cho em biết này, vậy sau đó là anh ấy ở đâu? Thì anh ấy vẫn ở quận 3. Anh ở quận 3, thì ngày hôm đấy là mình gặp nhau ở đó thì anh ấy về anh ngỏ lý mua xe luôn. Dạ. Rồi sau đó này anh ấy ở nhà chị không? Dạ không, có khi từng thì đi lên chơi gì đó rồi sáng về, chứ không ở đó luôn đâu. À không ở hắn à. Dạ. Chị cho em biết là chị ở Củ Chi là có nhà không? Dạ không ạ. Ở trọ? Dạ. Các con chị ở đâu? Con ở quê ạ. À, chị ở một mình? Con một con gái ở đây thôi. Con gái chị ở mấy chị? Phòng trọ có lớn không mà ông ấy ở mấy nhà chị được? Có gác á. À gác khép à, con gái ngủ trên. Nhưng mà dạ thì khi chị cũng lên ngủ với gái không mà chứ ở đó chơi thì ở thôi. À, rồi chị cho hỏi này. Anh ấy từ quận mấy? Quận 4 hả? Quận 3. Quận 3. Về Củ Chi để thăm chị và thấy hoàn cảnh như chị như vậy là muốn ngỏ ý mua cho chị một chiếc xe. Dạ đúng rồi. Bởi vì anh đã yêu chị rồi. Hai... không biết là yêu hay là. Nhưng mà em hỏi lại chị này, hai người đã ngỏ lời yêu nhau hoặc là đã có ý định yêu nhau chưa? Thì nói chung là chỉ bạn thôi, là lúc đầu mà mình chưa có nghĩ là yêu thương gì đâu, thì là bạn bè thôi. Anh ấy có nói là anh yêu chị không?
Cũng không, anh lên thì thấy hoàn cảnh mẹ con vậy thì anh muốn giúp đỡ vậy anh thôi. lên bằng xe gì? Anh cũng đi chiếc quay, nhưng mà chiếc quay của anh là quay Trung Quốc, nhưng mà Trời đất quỷ thần nhưng ơi. mà anh nói là anh cái gì sửa trong đó thì là vô đổi đồ trong đó là đồ Nhật gì đó. Ừ, xe Trung Quốc đồ Nhật. Anh nói là khi nào mà góp chiếc xe của chị hết đi rồi chị sang tên lại, anh sẽ cho chị một chiếc xe kia, là coi như là đổi xe. Hiện tại là chị đứng tên giùm, trong cái tuổi đó là không còn góp được trong ngân hàng đó. Vậy đó. Rồi chị cho em hỏi thế này, anh ấy từ thành phố Hồ Chí Minh chỉ về thăm chị mà thấy cái cuộc sống của chị là khó khăn, rồi ngỏ ý là muốn mua xe cho chị, và chính cái bản thân là anh ấy đưa cho chị mấy triệu? Đầu tiên trả trước là một triệu mấy rồi quên rồi. Anh cho. Dạ, còn là nói anh cho dễ à. Rồi sao? Thế còn của chị là chị bỏ giấy tờ ra thôi. Dạ. Và anh dắt chị đi ra cửa hàng. Dạ. Mua xe trả góp mang tên của chị. Dạ. Rồi cái xe đâu rồi? Cái xe anh nói mượn đi mua bóng đèn gì đó, rồi anh dẫn anh đi luôn, rồi không có thấy đem lại về. Anh mua bóng đèn là mua bóng đèn cho ai? Mua bóng chi đèn cho chị, tại vì phòng chị nó đứt bóng đèn. Anh lấy là anh đi mua bóng đèn với dây điện, rồi xong dẫn ra khỏi chợ rồi thì anh chặn điện thoại hết. Rồi chị cho hỏi này, anh ấy hôm đầu tiên về từ thành phố Hồ Chí Minh, anh về nhà chị cũng là thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà chị ở Củ Chi và anh ở quận 3 đúng không? Ừ. Rồi về thăm chị và ngỏ ý mà mua xe, xong xuôi đâu đấy là mua xe xong là về mua bóng đèn luôn à? Hay không, sao? Mua xe là gấp cũng được mấy tháng rồi. Rồi thế tối hôm đấy là anh ngủ đâu? Thì cũng ở chỗ đó, nhưng mà cũng là ở ngủ dưới, mẹ con thì ngủ ở trên vậy đó. Thì cũng ở tại phòng trọ vậy. Sao tối hôm đấy mình không cho anh về luôn mà cho anh ngủ lại chi vậy? Thì tại vì là nói chung là thì mình cũng nghĩ là anh em bạn bè vậy thôi, mình không, đâu có đuổi đâu. Làm nữ bình nam nữ là mình không thể nói là bạn bè được, bởi vì người ta đang có tình yêu tình ý với mình mà mình cũng đang có tình cảm với người ta, mà mình cho người ta ngủ nhờ hôm đấy là đôi khi là mình cũng chưa có gặp, đôi khi là anh ấy bỏ cho chị hơn triệu nhưng đôn đêm hôm đấy anh lấu cao chị, anh lấu cao cả mẹ cả con sao, mà bản thân chị đã có hai mẹ con con gái nữa, đúng chị không nghĩ cái đó à? Chị không nghĩ. Hay là anh có đẹp trai không? Không ạ. Trời ơi, anh ấy hình như anh không có tí tóc nào đúng không? Dạ đúng rồi. Phải không? Trời đất quỷ thần ơi, vậy là chị mê cái gì của anh ấy? Không phải là mê, đó là nghĩ là bạn bè giúp hỗ trợ mình bằng ăn thôi, chứ không có là mê cái gì. Trời đất ơi. Thế từ trước chị có quen ai không? Quen bạn nào chưa? Có bạn nào tốt như vậy không? Không có ai, tôi không có quen ai chứ. Vậy là gặp anh này anh đưa cho hơn triệu để mua xe là tốt ha. Cho tới coi như là 1 triệu đầu tiên. Rồi lần chuyến sau là anh trả thêm, lần cuối cùng là nó 4 triệu mấy rồi mình mới lấy xe về luôn. Vậy đó. Là lấy cà vẹt về luôn. Không, chưa có cà vẹt à. Đang góp mà chưa có cà vẹt. Rồi, vậy là tối hôm đó là về mình có làm cái bữa tiệc gì gọi là ăn mừng, gọi là có một chiếc xe mới không? Không ạ. Trời, nói chung là con hủ mà. Trời không biết ơi. Đúng lý là phải ăn mừng, hôm nữa mình phải mua gà mua vịt ăn nhậu linh đình luôn, hai ba mẹ con gọi là anh chị mấy này ông bồ là mấy này con gái nào ăn nhậu linh đình. Nói luôn ông bồ ở quê người ta nghe được khó xử lắm. Chị mới bà chị được khó lắm. Chỉ là bạn thôi. Bạn thôi. Rồi tối hôm đấy thì ông ấy ngủ là ngủ ở đâu? Thì ngủ ở phòng trọ, nhưng mà mẹ con thì mình ngủ ở trên. Không, em chưa nói là ngủ trên, ngủ dưới. Em đang nói là ông ngủ phòng, trọ chi phòng, dạ, đúng rồi. Rồi mấy giờ ông về? Thì sáng ra thì dặn là chở chị đi chợ mua đồ này kia đó, thì đi về thì đi mua bóng đèn là về luôn đó. Là sáng sau dạ. Mua bóng đèn luôn dạ. Rồi đi là luôn. Đi luôn ừ. Vậy là ông ở với chị chỉ có một đêm? Dạ đúng rồi. Ôi trời đất quỷ thần ơi, một đêm một đời đi luôn? Không. Hay... cũng đi lên chơi mấy lần vậy. Đó không đúng. Em đang hỏi hôm đó kìa. Hôm đó thì có một đêm thôi. Một đêm một, nên hôm đấy mình như... sáng ra mình có vui vẻ không? Thì cũng như là một bữa Chủ nhật là mình mới được nghỉ đó thì. Rồi con chị có đồng ý cho người đàn ông ở không? Thì ở thì cũng gọi là chú cháu bình thường vậy thôi chứ không có. Trời gì ơi. Con chị nhiêu tuổi rồi? Mười mấy tuổi à? Mười mấy là mười mấy? Không có nói rõ được trên đây không? 20 không? 20. Rồi 20 là chú thịt chó là bình thường rồi. Chú thịt cả mẹ cả con luôn đấy. Em nói thật với chị nhé. Bây giờ này này, chị đang giấu giếm giếm. Mà chị biết con mèo không? Con mèo mà nó giấu không? Đó, em nói chuyện này rất nghiêm túc. Mèo giấu đầu là đuôi à? Đúng. Chị là chưa cần phải nói, nhưng mà em hỏi như vậy là này em biết rồi. Sáng sau mình có hào hứng vui vẻ không? Không, bình thường à, không có gì đâu. Trời đất quỷ thần ấy, kỳ vậy. Thì tại mình đâu có làm cái gì sai đâu mà hào hứng vui vẻ vậy. Vậy là anh ngủ là anh làm im anh ngủ luôn. Dạ, sao anh không về mà anh ngủ lại chị chi vậy? Thì
đây y nói là con của y là đi gì Hàn Quốc thì đó, nhà có mình ơn buồn đi lên đi chơi chơi thì đêm chị cũng ngủ với con chị chứ, chị anh ngủ vậy. Mình anh cũng buồn vậy thôi chứ... không lẽ chị nằm bên dưới nằm với lẹ ôm con này nói chuyện với con gái mà để cho ông bồ lại cho nói chuyện ở trên các xếp mà nói chuyện chó xuống là đâu có được. Không ngủ sớm tại đi làm về mệt hết mà ngủ hết luôn. Ngủ mà anh ấy có nhắn tin cho chị là nửa đêm mà nhắn tin không? Không vậy là anh cũng ngủ luôn. Ồ em thấy sai sai. Không mà chị nói thiệt mà. Em nói thật chị, em từng trải, em ít tuổi hơn chị nhưng em từng trải. Không có người đàn ông là đến nhà người phụ nữ mà đến thăm mà bỏ tiền ra mua xe cho gọi là người bạn, em chưa nói là người yêu. Đúng chưa? Mà lại bỏ ngủ nhờ mà trước hàng đêm là nhà ngủ mình buồn quá. Giờ đến nhà chị là bỏ tiền ra bây giờ thì để ngủ nhờ nha chị, đêm chị cũng làm khịt con chị ngủ mình, chị ngủ mình, ông ngủ mình, em không tin. Em hỏi cái đêm đó thì chị trả lời đêm đó thôi chứ. Rồi. Ok chị, bây giờ đêm đó là mình ok là mình không có chuyện gì xảy ra đúng không? Vẫn ngủ một ngon lành. Dạ đúng rồi. Mình ngủ nhưng mà em hỏi thật chị là đêm đó mình có nghĩ ngợi gì không? Nghĩ ngợi để anh ngủ buồn không? Không có nghĩ gì, nói chung là mình nghĩ giống như người thân trong nhà, bạn bè vậy thôi, mình không vậy, có nghĩ. Vậy là mình có vô cảm quá không? Đó không biết, cảm xúc không biết. Vậy là chị có yêu ý định yêu anh không? Không. Không luôn, không ý định cho anh đuổi anh cút xéo luôn, đuổi anh về luôn, cho anh nhỏ chị. Ơn mà mình đâu có ơn nghĩa gì vậy. Vậy mình khỏi cần ơn luôn, có hơn triệu bạc mà ơn mẹ gì chị, em nói thật đấy. Hơn triệu bạc mà cho người ta ngủ nhờ. Cái cú này thì bây giờ không, em cho nó là cú này rồi. Cú này của chị thì đi mua đi xa rồi nha. Cú này của chị em chưa hỏi chị nhưng mà em đã biết là đi xa rồi. Vậy là chỉ có hơn 1 triệu mà chị cho một người đàn ông rất xa lạ mà năm nay là 60 mấy tuổi đầu ngủ chung với chị, ngủ chung trong phòng nhà chị. Rất nhiều câu chuyện trong thời gian qua xảy ra rất nhiều rồi, đúng không? Nhiều vụ rất nghiêm trọng cho người ta ngủ nhờ. Mà chị ấy, đêm đó chị cũng nghĩ rằng ông ta ngủ nhờ, ăn nhờ, đúng chưa? Mà ông ta bỏ gì đó thì hai chị với con chị đã xảy ra chuyện gì? Chị có nghĩ chuyện đó không? Chung là chị không có nghĩ. Hôm đó là chị về chị cứ tìm hiểu thực sự là ông ấy tên họ tên này, nguyên quán này, cụ thể công việc nghề nghiệp chưa? Thì nói chung là không, mình nói thẳng luôn, không chung thì gì hết. Giấy tờ thì chị đã biết là như vậy. Sao chị biết? Thì cái giấy chứng minh căn cước đó. Chị được xem, ông cho xem hay chị được xem? Ông để cũng như là y viết cái gì trong máy đó rồi y để xuống lại chị vô tình là chị cũng tò mò, chị lấy máy chị chụp lại. Vậy chưa chắc đâu chị ơi. Em thấy chưa chắc đâu. Nhá, bây giờ thế này. Rồi sau đó là ông ta là ngày hôm sau ông ta về. Ông ta chở chợ đi, chị đi chợ. Mua đồ ăn và nấu ăn không? Chị nấu mà y không có ăn, y đi luôn đó. Thì y kêu chị đi vô nấu đồ ăn đi, y muốn đèn rồi y đi luôn. Vậy là hôm sau luôn, là kế hôm sau, đúng chưa? Là cách có một đêm thôi. Dạ đúng rồi. Một đêm là muốn đèn đi luôn. Dạ. Chị là nói sai rồi đó. Nói sai nữa. Thế là ông đóng tiền cho chị tháng nào chưa? Đóng tiền gì? Tiền xe. Tiền xe thì chị nói là chị đứng tên, chị tự đóng. Rồi thế là. Tổng cộng em hỏi chị là tổng cộng từ khi ông đến nhà chị mà đến khi cái cuộc chia tay kết thúc là bao nhiêu thời gian? Chị không nhớ rõ là bao nhiêu thời gian. Bao nhiêu tháng? Chị chỉ nhớ rõ là cái ngày mình mua xe thôi chứ còn cái nhớ mà. Vậy là này, em hỏi lại chị nha. Mua xe một phát một hôm trước là từ quận 3 mà về Củ Chi, đưa chị dắt chị đi chơi và mua xe. Và mua xe xong ngủ qua đêm, sáng mai chở chị đi mua đồ ăn và sáng sau là về luôn. Không, là mua xe mấy tháng rồi mà. Hôm qua là hôm em kia. Đang hỏi chị là cái hôm đầu tiên là quen nhau trên Facebook là tình tinh tang, đúng chưa? Đúng. Rồi sau đó là chị cho địa chỉ và anh ta về đến nhà chị. Về nhà chị xong mua xe xong là ngủ qua đêm, sáng sau là anh về luôn từ ngày đó hay là tiếp tục anh ấy đến tiếp? Về luôn từ ngày đó luôn ạ. Lại sai rồi đó, chị có hiểu ý em mà em nói tiếng Việt đó. Tổng cộng chị quen anh mấy tháng? Chung là cỡ 6 tháng gì đó. Rồi 6 tháng, bây giờ chị quen trên Facebook là 3 tháng. 3 tháng vậy là trong vị trí là 3 tháng đó là anh vẫn có mối quan hệ với chị chứ không phải là anh đi luôn. Đó. Đúng chưa? Sao chị nói đi luôn? Đi luôn là hiện bây giờ là đi luôn mình mới đang tìm nè. Em nói tiếng Việt chị hiểu không? Chị người Kinh hay người Việt? Hay là người gốc ở đâu? Thì chị Cần Thơ. Em hỏi lại chị nè. Anh ta ngủ nhờ nhà chị. Đúng chưa? Rồi. Một đêm. Vì hôm đó là mua xe. Nha. Đúng không? Phải không? Và sáng sau là anh đi luôn hay là anh đi rồi anh lại quay về? Anh đi luôn hay anh quay về?
chị giấu em, nói thật giấu không lỗi đâu. Bây giờ này nè, ông làm quen chị trên Facebook 3 tháng, đúng chưa? Rồi. Chị nói chuyện lớn đấy, đúng rồi, không? Đúng rồi. Sau đó là chị cho địa chỉ, ông tới nhà thăm nhà chị rồi. Và thấy gia cảnh và rồi. Biết chị không có xe, rồi. Dắt chị đi mua xe trả góp rồi. Và cho chị là hơn 1 triệu, rồi. Đúng chưa? Để rồi. Mấy có xe để xách về rồi. Mang tên xe của chị, rồi. Đúng chưa? Rồi. Rồi sáng đêm hôm đó là ông ngủ trên các xếp, rồi. Hai mẹ con chị ngủ bên dưới, rồi. Đúng không? Không, ông ngủ dưới. Ông ngủ dưới, hai mẹ con chị ngủ trên. Đúng chưa? Đúng rồi. Rồi, mình có ngủ hôm nay có khóa cửa không hay là mình khép cửa? Chỉ là khép cửa thôi. Nhẹ thôi. Rồi biết, biết tin mà. Tin tưởng mà. Rồi. Sau đó sáng sau là ông ta chở chị đi mua đồ ăn. Rồi. Đúng không? Rồi. Và bao nhiêu tiếng sau ông gọi đi luôn? Thì trong vòng là đi chợ về là trong vòng đó là 10 phút là đi chợ mua dây điện bóng đèn, rồi sau khoảng 3 tiếng sau chị không thấy quay lại thì chị cứ gọi. Chị á là chị trả lời vòng vo tam quốc, bởi vì một là bây giờ chị nói thật này em giúp chị, mà hai là em kết thúc cái cuộc trò chuyện này ngay lập tức, bởi vì em cũng hiện nay cũng rất bận. Em hỏi lại chị này, chị quen trên Facebook một lần nữa nha, chị có đi học không? Chị học lớp nhỏ xíu à? Học lớp mấy? Lớp hai ba. Em học lớp 1. Được chưa? Em học lớp 1. Chị với ông có yêu nhau không? Có luôn đi. Rồi có đi. Thời gian trên Facebook là chưa yêu. Về nhà chị một đêm chưa yêu. À. Rồi mua xe trong ngủ một đêm là chưa yêu. À. Và sau đó là ông ta ấy, là đi luôn ngay lập tức ngày hôm sau là ông ta lấy xe của chị, là ông mua bóng đèn, hay là ông ta vẫn giờ đi giờ về? Ông ta mua bóng đèn, ông ta đi luôn. Bao giờ mua bóng đèn? Mấy tháng sau mua bóng đèn hay mua ngay lập tức ngày hôm đó? Mấy 3 tháng sau là. Rồi thấy chưa chị? Thấy không? Chị về, chị nói thật không nói chuyện với em hôm qua em được. Em hỏi vậy là sao chị này không thông minh à? Kém vậy. Vậy là em hỏi lại lần này nữa không được là em tắt luôn cái cuộc trò chuyện này, em không nói chuyện với chị nữa. Em muốn giúp chị nhưng mà chị nói chuyện là giấu giếm, mà giấu cái kiểu gì đâu cũng khó hiểu. Các cô chú chị xem mà người ta sẽ rất bức xúc. Em rất mệt rồi. Nào. Chị và ông quen trên Facebook là 3 tháng. Sau đó từ quận 3 về Củ Chi gặp chị. Và hai người thấy cái cuộc sống mà tình cảm và dắt chị đi mua xe nhưng không có tiền, cho chị 1 triệu rưỡi để mua xe trả góp Way Alpha. Sau đó hai người tối về ngủ chung, chung căn nhà nha, chung căn phòng. Và ông ngủ dưới, hai mẹ con chị ngủ dưới các xếp. Sáng sau là đi bóng đèn về luôn, hay là sáng hôm sau là mình vẫn trò chuyện nói chuyện à? 3 tháng sau ông mới đi. Chị không hiểu ý em hả? Chị hiểu mà chị nói thiệt thì em nói là chị giấu mà. Thì chị nói là nhưng mà đi mua bóng đèn cho chị. Là bao giờ mua? Là sáng hôm sau đi mua bóng đèn. Là ngay lập tức ngày hôm sau. À đúng rồi. Rồi thế thì tại sao mà chị, vậy là chị gặp ông duy nhất chỉ có một lần một? Không, chị nói là mấy tháng lận mà. Em hỏi thì hỏi chị hiện tại thì chị trả lời chị em. Chị bị chập mạch. Chị đang bị ẩm IC. Em nói thật là chị bị ẩm IC rồi. Chị biết ẩm IC không? Chị hiểu ý em chưa? Đến giờ phút này chị nói là gặp mấy lần. Nhưng em lại hỏi lại chị này, 3 tháng quen hẹn hò, anh ơi em yêu anh, em thương anh như thịt chó có giềng, đúng chưa? Sau đó đấy là mình hẹn hò nhau, gặp nhau mặt, gặp cái ông đầu chọc này, đúng chưa? Tới nhà gặp nhau và mua xe, yeah. Xong ngủ chung và sáng sau đường ai người ấy về hay sao? Yeah. Ông lấy xe của ông về đúng không? Ông lấy xe Trung Quốc ông về đúng không? Đúng rồi, ông lấy xe Trung Quốc. Thế chị mới nói là ông lấy xe Trung Quốc, trời đất quỷ thần đấy, má nói chuyện gì khó hiểu thiệt. Rồi lấy xe ông về, thêm mấy ngày sau ông tới nhà ông gặp chị lần nữa. Dạ đúng rồi. Mấy ngày? Thì coi như là mỗi tuần. Một tuần thì gặp một lần. Ừ. Thứ bảy hay chủ nhật? Chiều thứ bảy lần chủ nhật. Đấy thế chị nói thẳng như vậy đi. Mệt ghê, phút thứ mấy rồi mà bây giờ vẫn chưa ra được. 20 phút đồng hồ mà vẫn chưa ra được nước ra cái gì cả. Mệt ghê. Rồi, thế là tuần sau là ông ấy gặp chị đúng không? Gặp chị ở đâu? Thì cũng lại phòng trọ đó. Ông có mua gì tặng chị không? Thì không có mua gì, chỉ lên này mua đồ ăn trong nhà thôi. Ở cái xe đấy có đi có ngon không? Way Alpha đi ngon không? Way Alpha Trung Quốc hả? Way Alpha của chị á. Thì xe mới thì đi phải ngon rồi. Sướng không? Thấy không? Thấy không? Chủ động sướng ha. Khoái. Rồi, thế là hôm nay tối hôm nay gặp nhau thì mình gặp nhau chủ nhật hay là thứ hai? Hay thứ bảy? Chiều thứ bảy là ông gặp chị là ông đến nhà chị luôn. Ông mua đồ ăn hay chị mua đồ ăn? Ê, tới thì mua đủ thứ, nói chung là đủ thứ luôn. Đủ thứ à. Những cái gì nói nghe này. Ví dụ như cà phê, sữa, trà, còn đi mua đồ ăn thì chở đi mua, chở muốn ăn gì thì ông chở chị chở đi mua. Chở bằng con Way Alpha hay bằng con xe Trung Quốc?
Thì nói chung thì xe nào đậu ngoài thì đi xe nấy. Nhưng mà hôm nay đi xe gì? Bữa đi đó là đi xe của chị á. Ôi anh pha. Chạy sướng ha. Ôm không? Ôm không? Không ôm. Vịn áo rồi, vịn áo hết rồi. Trời đất quỷ, giờ này vịn áo. Chị nó dốc rồi. Không mà. Rồi thôi được rồi, vịn áo. Hôm nay là mình gọi là đang ban ngày đúng không? Mình cũng ngại. Rồi nó là bình thường thôi, gọi là mình giữ ý. Rồi tối mới ăn thì mình cũng uống rượu không? Không. Không nhậu luôn. Con gái chị có ăn không? Nấu đồ ăn cơm thì ăn chung mà. Ăn chung rồi. Rồi tối hôm nay mấy giờ đi ngủ? Có 8 giờ. Ngủ sớm dữ vậy, ngủ như gà luôn hả? Ta đi làm mà. Làm gì làm chứ, ai ngủ như gà vậy? Ngủ thì phải 10 giờ đêm chứ ai ngủ không 8 giờ tối. 20 giờ đi tối ai mệt ngủ? Mà. Mệt gì mệt. Rồi tối hôm nay này anh ngủ đâu? Anh ngủ dưới. Anh tiếp tục anh ngủ dưới. Cái chỗ quen thuộc. Rồi hai mẹ con chị lại ngủ trên. Tối chị mò xuống không? Không mò xuống. Anh có mò lên không? Không. Khi nào con mình đi tăng ca đêm á thì có ngủ chung. Khi nào thì ngủ chung? Khi tuần thứ mấy? Không nhớ đâu. Khoảng bao nhiêu tháng sau? Thì có khoảng gần gần đây thôi. Là có là anh quen chị đến giờ phút là 6 tháng. Nhưng mà mới khoảng 4 5 tháng mới được thịt đúng không? Vậy nói là nói chung là từ 6 tháng đó bây giờ thì thế tại sao mà anh hẹn lên nhà chị mà anh không hẹn chị để con không có nhà mà lại phải đến để ngủ mình vậy? Ngủ mình vậy sao chịu được? Vậy là con chị ông phải căn đúng không? Ông phi công này, ông phi công già là ông phải căn chị. Là khi nào con không có nhà thì hai người mới làm thịt. Thế hôm ấy mình làm lần đầu tiên. Làm chuyện đấy. Lần đầu tiên làm chuyện đấy. Ba lần à, từ hồi đó giờ thì chỉ có 3 lần thôi. Em chưa hỏi chị mấy lần mà chị đã khai rồi. Thì có sao chị nói vậy mà. Có gì em đã hỏi chị mấy lần đâu. Em nói là lần đầu tiên mình làm chuyện đấy. Thế là chị thấy là cái tình cảm ông ấy dành cho chị là nhiều ít. Nói chung là thấy nhiều đó. Nhiều. Thì ông ấy có hứa là ông có hứa ông yêu chị không? Hứa không? Có chứ. Hứa làm sao? Thì ông nói là ổn định thì đi về quê làm kết hôn. Rồi anh có nói là anh cưới chị không? Thì nói vậy thôi chị thì. Nhưng mà khi nào đăng ký kết hôn? Thì nói vậy nhưng mà chị cái người chịu hay không là chị nè. Nhưng mà thì chị chịu chưa? Không, mới chịu chưa? Chị chưa trả lời. Nhún người như con chi chi rồi, chị biết con chi chi không? Mềm như bún này còn chưa chịu gì nữa. Lúc là nói vậy chứ mình còn con cái rồi này kia mà. Em biết rồi, nhưng mà con gà mái mà nó chịu gà trống rồi, chị hiểu rồi. Chịu rồi là có đồng ý. Đúng chưa? Có để sớm hay muộn thôi. Vậy là hôm nay tối hôm nay mình ngủ thì mình thấy có thoải mái không? Hạnh phúc không? Nói to lên. Gật gật đi, nói to lên. Mình hạnh phúc không? Chẳng ai biết chị là ai cả. Rồi, hạnh phúc luôn. Hạnh phúc luôn. Mình nói thật đi, gọi là vậy rất hạnh phúc ha. Vậy là rất lâu là mình không được gặp hoặc là không được làm gần những người đàn ông. Đúng chưa? Bởi chồng mất. Đúng không? Dạ. Rất tội ha, thương chị. Nói thật các chị em phụ nữ về đây em thương lắm. Mà giúp thì thực sự là không về ai cũng giúp được. Chị trả lời vòng vo tam quốc vậy ai mà giúp được. Chị không hiểu mà không. Em nói tiếng Việt mà không hiểu chị nữa. Đâm em bức xúc chị ghê á. Giờ dễ thương rồi nè. Người này nhũn rồi nè. Rồi cái hôm đó là mình làm mấy điếu. Không biết là ông nào đòi làm mấy điếu. Có sức đâu mà làm nhiều thì 63 là người ta 78, 80 người ta còn làm mấy điếu mà chị nghĩ không sao đâu. Vậy không làm mấy điếu. Không đâu. Hả? Một, à, đừng có một nói điếu vậy. Không. Chị nói một điếu này em không tin rồi. Không tin thì chị không biết trả lời bằng cách nào. Rồi thế là làm điếu. Ông làm điếu là hai người là lúc bây giờ là ôm chặt không? Ôm chặt không? Chặt. Ôm chặt à? Ừ. Thích ha? Ừ. Vui ha, sướng. Giờ chị còn nghĩ đến cái cảm giác còn thích không? Cái cảm giác còn sướng, sung sướng không? Nhiều lúc cũng sướng đi hiệp sĩ, cái cuộc khẩu đi cực khổ. Lúc này gì thấy sướng không? Thoải mái không? Rồi hôm nay làm một lần đúng không? Đúng không? Ừ, thế mấy ngày sau ông lại gặp chị tiếp? Thì cũng là một tuần thôi. Mỗi tuần gặp một lần, đều đều ha, theo cứ. Không gặp là nghiền luôn, đúng không? Cũng như món ăn này, các món ăn là nghiền, mình không ăn là nghiền luôn. Rồi, thế khoảng bao nhiêu thời gian sau thì ông này ông cao chạy xe bay? Thì cỡ là cuối 6 tháng này. Lâu chưa, ông đi lâu chưa? Ông mới đi ngày bữa 20, chiều 28. Tháng mấy? Tháng 10. 28 tháng 10 là mới đây à? Dạ đúng rồi. Mới được 2 ngày. Dạ. 2 ngày mà mình đã đăng tin đi tìm rồi. Nhưng mà gọi thì bước ra khỏi cửa gọi thì không nghe máy. Tin nhắn nhắn tin Zalo thì khóa chặn hết. Rồi gọi vô số thì là đưa người khác nghe nói là lộn số rồi. Thế tổng cộng bây giờ này này, chị mất gì? Anh ấy đi chỉ lấy chiếc xe anh pha đi. Ôi anh pha là chị giá là bây giờ là tính ra là bao nhiêu tiền? 24 triệu mấy hiện tiền mặt đó. 24 triệu tiền mấy tiền mặt. Còn trả góp là thành nhiêu? Góp thì
Là thành bao nhiêu tiền chị tính chưa? Không có tính à. Trời đất quý, tao nó mua xe phải tính chứ. Tiền mặt bao nhiêu mà trả góp là ví dụ 24 triệu mà bao nhiêu thời gian là tính thành bao tiền, 30 triệu hay 40 triệu chẳng hạn, ví dụ như vậy. Một tháng này 1 triệu 7 đó mà ba mấy tháng. Ba mấy tháng, mỗi tháng 1 triệu 7. 18 tháng. 18 tháng, đúng chưa? Mà 1 năm rưỡi, mỗi 1 tháng 1 triệu 7, đúng không? 10 tháng là 10 mỗi tháng 1 triệu 7 hả? 2 triệu 8. 704. 1 triệu 7 là 4, 1 triệu 7 đi. 10 là tháng là 1 triệu là 17 triệu. Đúng không? Mà bao nhiêu tháng? 18 tháng gọi 20 tháng đi. 20 tháng 20 triệu, đúng chưa? 27 14. Vậy là cái xe này cũng rất cao đấy. Nhớ chưa? Không phải 24 triệu của chị đâu. Yeah. Thấy không? Thế bây giờ ông đi thì sao? Ông có trả lời chị không? Hồi nãy nhắn tin lại chắc nó chút đỉnh rồi cái đã mất tiêu luôn hả? Mất rồi, tiêu chặn luôn à. Chặn luôn. Rồi đến giờ phút không này là đến giờ phút này là ông ấy làm mấy điếu? Tất cả là mấy điếu? Bao nhiêu điếu? Là sao? Khoảng bao nhiêu lần ông làm chị, ông ấy lúc ân ái chị giờ đến giờ phút này bao nhiêu lần rồi? Từ hồi quen tới giờ thì chỉ có 3 lần thôi. Có 3 lần. 6 tháng trời mà đạp mái chính đoàn ông này ông phi công này yếu. Đúng. Đúng không? Chị thấy ông yếu không? Yếu luôn, không lên luôn. Không lên à? Trời đất quỷ thần ơi. Nói thiệt à? Thiệt. Chị thề không? Thiệt, thề luôn. Chị dám thề không? Dám thề luôn. Dạ, không lên nòng luôn? Không lên nòng luôn. Sao yếu chứ, sao ba sao yếu chứ vậy? Ừ. Ông kia là 68 tuổi, hôm qua về đây anh em đang tìm mai là mai cho ông nói là ông còn hít đất 20 cái, 22 cái. Ông nói súng còn nhiều mực, đạn nhiều mực. Rất nhiều các cô gái hiện nay đang liên hệ cho anh em Hình Bình Dương. Mà chị thì là ông này có 63 này. Mà em nhìn ông này rất trẻ, nhìn rất phong độ. Mà chị nói là có 3 điếu mà ông này súng không lên. Súng lên thiệt mà. Thiệt không? Chị nói thật đấy à? Kỳ vậy. Đúng mà, đã 10 tiểu đường. Tiểu đường, tiểu đường chứ, người ta tiểu đường ấy, bệnh tiểu đường chứ đâu có súng tiểu đường đâu mà. Đúng không? Ừ. Nhưng mà nhiều nhất là được mấy điếu? Nhiều nhất là một hôm ông làm mấy lần? Trời ơi, một cái một không lên nữa đâu mà. Trời đất quỷ thần ơi, má ơi, má. Lâu không? Được lâu không? Thì nói chung là chỉ ôm ăn mê thôi, có làm gì. Không làm gì được. Trời ơi, vậy đuổi ông đi. Cút ông đi. Mình không có nghĩ là vì cái chuyện đó mình trời chỉ nghĩ là bạn bè thôi. Chị giấu em rồi. Không, giờ ta thề thẳng luôn. Không có nói dối. Trời ơi, giơ tay thề nào. Thế, thật không? Thế. Nhưng mà chị nói là người ta thề sao? Thề sao? Thề làm sao? Nếu nói rằng là tôi chết á. Tôi giơ tay, nếu tôi nói rằng là tôi chết á. Là không lên được. Không thể mà. Một điếu không lên được. Ừ. Một điếu không thành công. Không. Thế theo đuổi cút ông đi ở cho ông làm gì? Mình đâu có liên quan, mình đâu có cần gì cái đó, mình chỉ cần một người giúp đỡ cho mình. Em lại chị luôn á. Vậy một điếu không thành công. Ừ, cái đó là chị nói thiệt. À, ơi má, tôi chết rồi. Rồi đến giờ phút này chị mong muốn nhất điều gì? Chị mong muốn các anh em lấy lại giùm chị chiếc xe để làm phương tiện chị đi làm thôi. Rồi. Nhưng mà bây giờ đăng thông tin nên là các cô chú anh chị sẽ nói là cái công sức người ta bỏ là người ta lái chị mấy tháng liền. Mà bây giờ đôi khi chị nói là ba điếu thì em cũng chưa tin. Với em thì một ngày có thể là 2-3 điếu. Còn với ông già này thì em nói là một tuần thì 3 điếu. Đấy. Vậy mới U60 thôi mà. U80 người ta đang sung mà chị nghĩ nếu sao? Em không tin thì một khi mình gặp ổng đi rồi em không chắc y gan như chị vậy đó. Thật không? Nó giấu là chị nói thiệt mà. Thật không? Thiệt. Vậy là súng ông này chắc mềm rồi, súng ông này chắc mềm rồi. Một chút à. Trời đất quỷ thần. Tí xíu hả? Thiệt. Làm ăn mẹ. Mệt ghê. Nói thiệt, nó rất là thiệt. Trời đất quỷ thần ơi. Đúng là em lại chị luôn rồi. Chị nói thật không? Thiệt. Chị nói chuyện em ngứa người rồi, bây giờ 12 giờ chưa em ngứa người rồi. Đấy cô chú chị nhờ nhìn đúng rồi, bây giờ 12 giờ luôn nha. Đó, bây giờ trời đang nắng, nhiệt độ bây giờ ngoài trời là bây giờ là đang 36 độ. Cộng với hiện nay là cái độ của chị tràn sang là bây giờ phải 50 độ rồi. Đó, vì vậy cho nên cái câu chuyện này thật. Rồi bây giờ này chị, những cái lời nói của chị này có đúng sự thật không? Đúng. Bây giờ chị hãy nói một điều gì đó để cho anh này anh xem được. Anh hãy liên hệ cho anh em Bình Dương hoặc anh sẽ trả lại tiền cho chị, mời chị lên tiếng. Chị đọc tên anh đi. Anh Nguyễn Phước Hùng à? Nhìn đây, nói to đi. À, tôi đang tìm anh Nguyễn Phước Hùng. Xin anh gửi trả lại cho tôi chiếc xe để làm phương tiện tôi đi làm, tôi nuôi con. Còn nếu như anh không gửi lại chiếc xe, sau này có gì anh không được quyền trách tôi. Nói vậy thôi. Rồi. Hiện nay thì ngay hôm nay chị về báo cơ quan công an nhá. Bởi xe là xe của chị, đúng chưa? Mà ông này ông lừa là ông mượn rồi ông đi luôn, mất tích luôn. Dạ. Nhớ chưa? Để anh em Hiệp sĩ Bình Dương là đi tìm để giao cho cơ quan qua chị nhé. Yeah. Đồng ý không? Đồng ý. Tất cả những lời nói cái điều của chị chia sẻ trên video hội đội Hiệp sĩ Bình Dương hoàn toàn đúng sự thật. Đúng hết. Nếu sai hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nha. Yeah. Rồi hôm nay chị về đây có thì chị có yêu cầu hoặc có nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương này ghi hình này
thì chị có đồng ý cho tất cả anh em hiệp sĩ Bình Dương là chia sẻ tất cả các toàn bộ cái nội dung cái câu chuyện của chị lên tất cả trang mạng xã hội để tìm phi công không? Phi công già này không? Thì em cũng mong muốn lấy lại chiếc xe thôi, còn nếu như anh ấy tình nguyện trả lại chiếc xe thì anh cũng cho anh một con đường anh làm ăn. Con đường gì? Con đường đi lái máy bay tiếp. Ví dụ như bây giờ con đường lái máy bay tiếp. Công an chuyện làm của người ta. Nhưng mà con đường hưởng. Nhưng mà con đường lái máy bay tiếp. Lái máy bay có thành công đâu mà nói. Chị này đang còn thương này. Chị còn yêu anh không? Không thương, nhưng mình sống tình người thôi. Tình người nhưng mà anh lái có ba điếu à? Thì sao thì kể đó đi, cái chuyện đó thì chuyện mình không có ham muốn đâu, thì chỉ là một không ham muốn nhưng nó là chuyện bình thường, chị còn đang giấu thôi, nhưng mà bây giờ cũng chưa rồi, bây giờ hiện nay thì cái câu chuyện của chị cũng chưa rồi, cho nên em cũng không muốn ấy, nhiều khi sợ cô chú chị này, nghĩ là mấy ông này ông nói chuyện sầm sàm mà sảm báo đế gì đó thì nghe nó không được, bởi vì thực sự là nếu như chị trả lời mà thẳng vấn đề ngay thì em nói thật với em, chị em chỉ nói chuyện với chị mười mấy phút thôi, nhưng mà chị nói chuyện là vòng vo tam quốc, em hỏi chị tới hỏi lui, nhưng đến giờ phút này nó mới nói nha, không có hiểu cái đó là chị không hiểu, đến giờ phút chị này chị không có giấu, nên chị giấu là chị nhưng mà không rồi nhưng mà đến giờ phút này thì nó mới ra cái câu chuyện đúng không, nhưng mà giờ phút này em hỏi lại chị có yêu anh nhau nữa không? Chị không yêu đâu, không yêu nữa là rồi, chị đúng lời hứa là không yêu nữa, không yêu. Thế bây giờ chị sợ đàn ông chưa? Nếu mà mình nói sợ thì mình qua đổ cá nắm sao, thì đàn ông thì cũng có người tốt người xấu. Nhưng mà chị sợ những kiểu tình yêu cái kiểu này, yêu chim chuột trên mạng chưa? Rồi đó là sợ, rất sợ. Sợ chưa? Sợ. Gặp rồi mắt thấy tay sờ, tay cầm luôn đúng không? Tay cầm luôn, túm luôn còn chưa tin. Đúng chưa? Đúng. Vì vậy trên mạng là đừng có tin. Chỉ có điều nào muốn cảnh báo cho tất cả các chị em phụ nữ. Hy vọng là các chị em phụ nữ mà bốn mấy, năm mấy tuổi giống như chị ấy, không bị một số phi công lừa đảo dụ dỗ này nữa không? Dạ thì cũng mong mấy chị em cũng đừng có tin trên mạng xã hội gì. Yêu qua mạng xã hội nữa. Yêu qua mạng xã hội thì người thật thì ít mà người giả thì nhiều. Rồi, em cảm ơn cuộc chia sẻ của chị rất nhiều. Trong thời gian tới anh em chị mình cố gắng chia sẻ video này nhiều hơn nữa để cho các cơ quan chức năng sớm biết được thông tin chính thức cái người đàn ông này đang ở đâu nhé. Để tìm thông tin để giải quyết giúp chị nhé. Rồi. Bây giờ này hiện nay thì câu chuyện bây giờ cũng chưa rồi. Thì anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ cố gắng nhé, đăng tải nhanh nhất có thể chị nhé. Rồi cuối video này cho phép em xin phép được thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, em chúc chị cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc trong thời gian tới, mình những cảnh tỉnh táo hơn, tránh tình trạng yêu đương và một cách mù quáng này nhé, mất tiền mất tình mất tất cả chị nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo.